Chúng ta đã diễn tập về tình huống này rất nhiều lần, nhưng đến ngày hôm nay chúng ta mới đối diện nó trong cuộc sống. Tôi tin rằng tất cả các đồng chí ở đây đều hiểu và ý thức được ý nghĩa việc mình đang làm. Những ngày tháng này chưa biết bao giờ sẽ kết thúc. Yêu cầu tất cả các đồng chí chấp hành nghiêm kỷ luật. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Có đồng chí nào có tâm tư gì muốn chia sẻ hay không? Tôi có ý kiến. Mời đồng chí. Tôi, Hà Văn Đông, tiểu đội 1, trung đội 2, báo cáo đồng chí trung đoàn trưởng có ý kiến ạ. Mời đồng chí. Thưa các đồng chí, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Ông nội tôi là một người lính đã đi qua chiến tranh. Ông nói với chúng tôi rằng hòa bình là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Có được ngày hôm nay, ông đã phải để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường. Đồng đội của ông có những người mãi mãi không thể nào quay trở về được. Họ đã phải để lại mẹ già, con thơ nơi quê nhà. Như ông nói, đồng đội ông chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc cả. Tôi biết ơn thế hệ cha ông đi trước. Tôi tự hào về đất nước độc lập ngày hôm nay. Ngày hôm nay, đứng ở đây, được tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của cha anh đi trước. Vì nhân dân quên mình là nghĩa vụ của tôi, là mong muốn của tôi, là niềm tự hào của tôi. Tôi xin hết. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí về vị trí. Rõ. Tôi, Trung đoàn trưởng Lê Nguyên Đại, rất tự hào với các đồng chí ở đây. Dạ, báo cáo. Đồng chí báo cáo đi. Đồng chí nói đi. Đi đi. Vâng ạ. Cảm ơn chị. Đồng chí pha thuốc uống luôn nhá. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí đi ngoài mấy lần rồi? 4-5 lần rồi ạ. À, đấy. 4 ngày 2 lần chị, ngoài ra thì uống thêm nữa. Đã là người lính rồi thì phải cầm súng. Đây cầm cuốc xẻng, xách nước. Đồng chí bị làm sao? Mệt. Đồng chí không thể nói rõ ràng hơn được à? Rất mệt.
khó ở, nóng trong người. Cặp cái này vào. Mở tay quá, cặp hộ được không? Nếu như đồng chí không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thì xin mời đi làm nhiệm vụ. Ơi, vắt, cứu tôi với, vắt. Ơi, bỏ ra. Ơi, tình hình thế nào rồi? Đã có một số chiến sĩ bị tiêu chảy ạ. Có ai bị sốt không? Hiện tại thì chưa ạ. Tạm thời cách ly các đồng chí nhiễm bệnh ra khu vực riêng nhé. Số lượng thuốc mang theo không nhiều, có thể về tiểu đoàn để lấy thêm không ạ? Thủ trưởng ơi, chị Miên ơi, em đau bụng quá. Cứu em. Bình tĩnh nào. Đau lắm à? Vâng ạ. Đi vào trong. Em đi bên ngoài này mấy lần. Đồng chí đứng lên cho đường. Em đau bụng quá. Đau nhiều lắm à? Vâng. Có đi ngoài không? Có. Đi ngày mấy lần? 7 đến 8 lần rồi ạ. À thế ạ. Có sốt không? Em chưa biết ạ. Nhiệm vụ đã được phổ biến. Các đồng chí kiểm tra lại dụng cụ, tuyệt đối đảm bảo an toàn khi lao động, không làm ảnh hưởng đến người dân khi giúp người dân trở về sau lũ. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Bên trái quay. Hướng bước. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Chào thủ trưởng. Sức khỏe nào? Em làm mấy búp ổi. Cầm rồi thủ trưởng. Thôi, nghỉ ngơi đi. Cảm ơn thủ trưởng. Tình hình thời tiết càng ngày càng xấu đi. Cho nên là tôi quyết định sẽ chuyển tất cả mọi người về bệnh xá của tiểu đoàn. Em không về đâu. Bệnh xá đang quá tải. Bọn em chịu đựng được. Ai bắt các cậu phải chịu? Chúng tôi phải có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Em cũng không về đâu. Thủ trưởng cứ yên tâm. Nhìn em to béo như thế này, mới đốt inox, nằm mấy hôm là khỏi mà. Cậu đừng có tranh thủ để giảm cân đấy nhá. Em cũng không về đâu. Bọn em về lại mất thêm mấy chỗ. Thủ trưởng cứ sắp xếp cho bà con đi ạ. Hình cậu thế nào? Ổn không? Em cũng đỡ rồi ạ. Tốt. Cố gắng lên.